Alo, mình chào các bạn nha. Thời điểm cuối năm là cái lúc mà chúng ta diễn ra nhiều cuộc nhậu nhất đấy, nhiều cuộc liên hoan, tiệc ăn mừng cuối năm. Và bên cạnh đó thì trong những cái cuộc tiệc đó thì chúng ta sẽ không khó mà tránh khỏi những cái trường hợp mà hơn thua nhau về chén rượu, chén bia đấy. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái mạch này đấy, để cho các bác nào mà hay hơn thua nhau về chén rượu thì chúng ta có thể là dùng cái mạch, dùng cái thiết bị này ha. Trước khi mà mình đóng gói cái sản phẩm hoàn chỉnh á, thì mình sẽ cho các bạn xem cái nội thất bên trong của nó ha. Đây, cái nối từ cái cục pin sạc dự phòng này các bạn, rồi thông qua một cái công tắc này đấy để bật cái thiết bị này ha. Rồi sau đó thì cái nối vào cái mạch relay này để đóng cắt cho cái máy bơm này các bạn này. Đây, mình đang mô phỏng ở đây ha. Lát nữa mình sẽ đóng gói vào trong cái mấy cái hộp kia ha. Đây, cái mạch relay các bạn này. Trên này là mình đang kết nối với cái công tắc thương hở các bạn này. Thì là mà có cái kích, có cái tín hiệu kích này từ cái mạch tạo trễ của mình các bạn này. Đây, cái mạch chế này ha. Cái gì mình không có thì mình chế thôi các bạn. Tìm hiểu rồi mình chế ra này không? Chứ không nhất thiết là mình phải mua sẵn cái đó. Cái này thì chế theo thông số thì ở đây như cái mạch mình chế lúc nãy các bạn thì nó khoảng cỡ tầm 2 cho đến 5 giây ha. Đây cái là cái mạch tạo trễ của nó. Rồi, có một cái chân kích ra các bạn này. Kích ra từ con transistor này. Kích vào cái chân relay này ha. Chân in của relay này. Đấy. Kích ở cái mức mà mức là mức thấp các bạn. Kích mức thấp thì cái con relay nó đóng. Nó đóng thì cái máy bơm này nó hoạt động ha. Đây là cái mạch pin dự phòng, thì mình sẽ bật cho các bạn xem. Đây, có công tắc này. Đấy, khi bật thì có cái đèn relay nó sáng qua này. Nó được cấp nguồn này ha. Nhưng mà nó chưa được kích. Khi nó kích thì đây, nó kích từ cái mạch tạo trễ này các bạn. Nó có một con biến trở để vặn thời gian này. Đấy, thì giờ mình sẽ test trước cho các bạn xem ha. Còn cách là mình sẽ đổ nước vào đây này. Như rượu thì lát nữa đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh thì mình sẽ đổ rượu vào. Đấy, giờ mình đổ nước đây ha. Giờ mình test cho các bạn xem. Đấy, rót nước vào đây ha. Rồi, giờ mình sẽ kích trước này. Đây, biến trở đang để ở cái mức thấp nhất đây ha. Cho cái mức thấp nhất đi. Rồi, giờ mình sẽ kích cho các bạn xem. Kích này. Đấy, nó đóng vào bên này. Đấy, cái nước nó ra ha. Đấy, xem kích lại. Để mình đổ lại, mình kích cho các bạn xem ha. Đây, kích này. Đấy, thấy không? Nước ra này. Rồi mình xem vặn cái biến trở này ở cái chế độ khác con này. Đây, vặn hết cái biến trở luôn. Cho các bạn xem này. Đấy, thì nước nó ra ít hơn. Cái mức thấp này. Mức thấp nhất này các bạn. Là vì cái biến trở ở cái mức thấp nhất đó. Đây này. Đấy, thì nước ra có chút à, thấy không? Rồi vặn cái biến trở mức giữa ha. Rồi. Này. Đấy, ra nhiều hơn không? Rồi vặn maximum luôn này. Kích này. Đấy. Đó ha, mô phỏng trước vậy ha.